Trong 37 phẩm trợ bồ đề, hành giả tu pháp môn nào cũng được chứng đắc, ví dụ như tứ chánh cần hoặc thất giác chi hoặc bát chánh đạo, nhưng Đức Phật lại chú trọng và đề cao tứ niệm xứ hơn, phải không? Mong sư chỉ dạy. Thực tế thì không phải như vậy. Không phải như vậy. Đức Phật không có đề cao pháp môn tứ niệm xứ hơn là những cái pháp môn khác, không hề. Bằng chứng á, là quý vị tìm ha, tìm trong kinh Tạng, bài kinh Đức Phật nhắc tới tứ niệm xứ nó không nhiều hơn bài kinh Đức Phật nhắc đến tứ chánh cần, nó không nhiều hơn bài kinh nhắc đến tứ nhị ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, nó không nhiều hơn, không nhiều hơn. Những cái phương pháp tu tập đưa đến giác ngộ, cụ thể là 37 phẩm trợ bồ đề, thì cái số lượng xuất hiện trong kinh Tạng ấy, cái tần suất xuất hiện thì nó gần như là tương đương nhau. Cái vấn đề là những vị hướng dẫn thời nay, các vị chú trọng và tập trung vào cái tên gọi nào để hướng dẫn tu tập thì đúng hơn. Xin lấy ví dụ như chúng ta khi mà đưa ra một thông báo ha, tổ chức một cái khóa thiền tứ niệm xứ ở chùa Nam Tông thì mọi người ai cũng biết. Tổ chức một khóa thiền tứ niệm xứ ở Hà Nội ai cũng biết. Tổ chức một khóa thiền tứ niệm xứ ở Singapore, hoặc là đi qua Miến hành tứ niệm xứ, hoặc đi Thái hành tứ niệm xứ, hoặc là tổ chức một cái trường thiền tứ niệm xứ ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ai cũng biết. Nhưng mà nếu như nói là tổ chức một cái khóa tứ chánh cần thì người ta sẽ: ủa, ông này ông đang nói cái gì vậy? Hoặc là tổ chức một cái khóa thực hành thất giác chi, người ta sẽ: ủa, cái này là cái gì vậy? Quý vị hiểu vấn đề không? Và như vậy đó, khi mà tổ chức như vậy đó, bao nhiêu người sẽ tham dự, bao nhiêu người sẽ tham dự, và cái độ phổ biến rộng rãi nó không có cao. Thành ra là nó cũng thuộc về cái kiểu là mình gọi là cái gì ta, cái thương hiệu hả, cái thương hiệu. Người ta quen với thương hiệu tứ niệm xứ rất là nhiều, chứ còn những cái thương hiệu khác như tứ chánh cần nè, tứ nhị ý túc nè, ngũ căn, ngũ lực, thí dụ như một hôm nào đó hứng chí lên, mình tổ chức một cái khóa thực hành ngũ lực, người ta sẽ chưng hửng: ủa, ông này ông đang nói cái gì vậy đấy? Nhưng mà nói về thực hành tứ niệm xứ, biết rồi, thực hành tứ niệm xứ đấy. Thành ra sư nói để quý vị hiểu tại sao thời nay tứ niệm xứ được nhắc đến nhiều, là bởi vì nó trở thành một cái thương hiệu mà nhắc đến thì ai cũng biết và ai cũng hào hứng tham gia. Mặc dù cái tứ niệm xứ đó 100 nơi tổ chức thì không nhất thiết là 10 nơi đúng là tứ niệm xứ. Có nhiều nơi họ thực hành theo một cái phương pháp mà người ta tự nghĩ ra, rồi người ta cũng dán cái mảng tứ niệm xứ, nó dẫn đến thượng vàng hạ cám rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn gọi nó là tứ niệm xứ. Đấy, thành ra tứ niệm xứ như sư nói, nó thành một cái thương hiệu mà thời nay người ta sử dụng nhiều. Thành ra quý vị có cái cảm giác là tứ niệm xứ là phương pháp tu tập chủ yếu được Đức Phật nhắc đến. Thực tế trong kinh Tạng thì không phải như vậy ha. Như cái hôm mà sư nói đó, cái hôm sư đi tiêm ngừa vaccine ấy, sư có nói mà có khi quý vị không để ý, đó là khi mà cô y tá của tiêm ngừa cho sư ấy, khi đó sư không dùng cái từ là thực hành tứ niệm xứ để mà vượt qua cái thử thách, mà sư dùng một cái hình ảnh, đó là ma vương hiện ra trước mặt đọc tâm của sư. Ma vương đang đứng ở trước mặt đọc tâm của sư và nói rằng chỉ cần một cái tâm tham dục xuất hiện thì mi sẽ biết ta là ai. Khi đó sư cố gắng nỗ lực giữ cho cái tâm bất thiện không có khởi lên.
cụ thể là giữ cho tâm tham dục không có khởi lên. Thì như vậy nói một cách chính xác, khi đó sư đang thực hiện phương pháp gì? Tứ chánh cần. Nó có phải phương pháp tu hay không? Nó không phải là cái cách tu do sư tự nghĩ ra nha. Đó là cách tu trong kinh tạng có nhắc đến. Nhưng mà do nó không có phổ biến, không phổ biến. Thành ra khi mà mình nói là khi đó mình áp dụng tứ niệm xứ để mà vượt qua những thử thách thì ai cũng hoan hô vỗ tay sa thú, nói tôi biết rồi. Mặc dù không biết cụ thể ổng làm cái gì, nhưng mà hệ ông nhắc tới tứ niệm xứ là mình quen quá rồi, nghe quen quá rồi mình biết tứ niệm xứ, còn cụ thể làm cái giống gì ở trong tứ niệm xứ mình không biết. Trong khi đó mà sư dùng cái phương pháp như vậy đó thì người ta nói, ủa ông này chắc ông mới sáng tác ra cái phương pháp này hay sao ha. Cái vấn đề là mình ít đọc quá ha, kinh tạng mình ít đọc quá, ít nghiên cứu quá. Thành ra mình cảm giác tứ niệm xứ là một cái phương pháp được Đức Phật đề cập một cái chủ yếu, thực tế không phải như vậy ha.